Lúc 16 giờ ngày 29 tháng 8, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được tin báo của ông Lê Văn Tư, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú số 68 đường B21, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là chủ phương tiện tàu mang số hiệu CT09999TS gặp tai nạn trên biển. Trên tàu có 4 thuyền viên do ông Tư làm thuyền trưởng. Nguyên nhân do sóng to gió lớn, thủy triều xuống thấp, tàu bị gãy bánh lái trôi dạt vào bãi cạn tại tọa độ vĩ độ số 9, 18 phút 22 giây, kinh độ 106 độ 19 phút 25 giây. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Hải đội 2 đã hội ý và báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng điều khiển phương tiện BP181301 cùng 6 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn. Sau khi tàu cứu nạn đến khu vực có tàu gặp nạn, nhưng do sóng to gió lớn nên không tiếp cận được tàu. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tàu của đơn vị mới tiếp nhận được tàu gặp nạn. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ đơn vị nhanh chóng tìm cách kéo tàu ra khỏi khu vực bị mắc cạn. Đến 5 giờ ngày 30 tháng 8, tàu cứu hộ đơn vị đã đưa tàu bị nạn vào cảng an toàn và làm các thủ tục bàn giao tàu cá bị nạn lại cho chủ phương tiện để tiến hành sửa chữa. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 100 triệu đồng, không có thiệt hại về người.